Chào đón cô chú anh chị, quý khách hàng đến với kênh Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương. Để đưa cô chú anh chị, quý khách hàng đi tham quan đến căn nhà một trệt một tầng lầu tọa lạc nằm ở phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Một căn nhà nằm ở trong khu dân cư chợ quý anh chị, một vị trí rất đắc địa cho chúng ta an cư lập nghiệp, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà có hướng đông bắc quý anh chị, diện tích 5x20, thổ cư 100%, tức là 100 m² đất quý anh chị nhé. Một căn nhà rất tuyệt vời, chúng ta di rời từ căn nhà này ra tới chợ khoảng chừng lâu 5 phút đi bộ đấy quý anh chị, và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 khoảng chừng chưa tới 10 phút quý anh chị nha. Một cái vị trí kinh doanh buôn bán đa ngành nghề và một căn nhà diện tích tới 100 m² thì quý anh chị thấy thế nào? Rất ok quý anh chị ạ. Quý anh chị nào đang nào có ý định muốn an cư lập nghiệp, chọn cho mình một căn nhà thì chúng ta vui lòng nắm bắt được cái video của em Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương, thì quý anh chị vui lòng hãy đăng ký, like, chia sẻ. Và quý anh chị hãy điện vào hotline 0968 944 993 quý anh chị nhé. Một căn nhà rất tuyệt vời cho quý anh chị an cư lập nghiệp, giá rẻ quý anh chị ạ. Em sẽ báo giá cho chúng ta một xíu nữa. Quý anh chị vui lòng tham quan cùng em để em tư vấn chi tiết cho căn nhà. Chúng ta chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp đón xuân 2024 quý anh chị. Và căn nhà này thì sân xe hơi quý chị nhá. Sân xe hơi bán tải luôn quý chị ơi. Đấy, quý chị thấy thế nào? Đây, em sẽ đứng ở trong phòng khách em review ngược ra cho chúng ta tham quan. Cái con xe Civic của em đây thì nói chung là nó hơi bình nhỏ với cái sân này. Nếu mà bây giờ chúng ta để con 5 chỗ thì chúng ta để xe máy thoải mái luôn quý chị, kể cả xe bán tải cũng được. Bởi vì ngang 5 mà quý chị. Chúng ta thấy thế nào? Quý chị thấy ok không ạ? Và bây giờ quý anh chị vui lòng đi ra ngoài tham quan chi tiết cơ sở hạ tầng mặt tiền với em căn nhà này để cho chúng ta thấy thế nào. Một cái cơ sở hạ tầng nó nằm ngay ở ngã ba quý anh chị nhé. Và lộ giới cho cái đằng trước căn nhà này là 16 m, tức là nghiêng về đường chính đi là đã 8 m rồi quý anh chị nhé. Mỗi bên 4 m nữa là lộ giới là 16 m quý anh chị. Và đây là cái mặt tiền này, vỉa hè của chúng ta để được cả xe hơi luôn nhé. Và cái mặt tiền quý chị tham quan này, một cái mặt tiền cũng rất là tuyệt vời. Cái căn tiền này trước đây thì em cũng review rồi đấy quý chị, nhưng mà giờ thì bên em đang hạ giá quý chị nhé. Căn nhà này em đang hạ giá, chúng ta tham quan kỹ em đang hạ giá, cho nên là quý chị nào đang theo dõi cái kênh của em thì riêng về căn nhà này 100 m² đất có hướng đông bắc quý chị nhé, rất tuyệt vời luôn. Và đây là cái cơ sở hạ tầng của quý chị này, quý chị thấy thế nào? Một cái cơ sở hạ tầng này ngay mình đây là ngã ba mà quý chị nhé. Ngay mình đây là ngã ba, chú em đứng ở ngã ba đấy, và đường đây đường thông, chúng ta đã kinh doanh buôn bán đa ngành nghề thoải mái luôn quý chị nhá. Khu dân cư mà, khu dân cư thì chắc chắn rằng chúng ta phải biết được là đường lớn như thế nào. Đường này rất tuyệt vời của quý chị nhá. Đường này dân cư buôn bán tạp hóa các thứ đông lắm, cà phê góc phố này. Chúng ta yên tâm, dân cư đây và dãy trọ đây rất nhiều. Chúng ta tham quan cái mặt tiền lại một xíu nữa rồi em sẽ đưa vào trong nhà. Chúng ta sẽ tham quan lại chi tiết công năng sử dụng. Khi chúng ta tham quan cái mặt tiền, cơ sở hạ tầng thì chúng ta tham quan với em là cái bộ cổng của mình. Bộ cổng của mình là sắt kẽm. Sắt kẽm này là sắt kẽm cũng dày quý chị nhé. Tức là nằm nó rất là dày, em biết rồi. Cho nên là cửa bốn cánh này cũng ốp gạch cho quý anh chị, mặt tiền rất sang trọng với quý anh chị. Và một cái sân xe hơi này quý anh chị này. Một cái sân xe hơi rất tuyệt vời với quý anh chị nhé. Sau đó là cái... chúng ta tham quan kỹ đi ạ. Đó là cái cửa chính của nhà mình. Cửa chính nhà mình thì nhôm kính sofa 4 cánh anh chị nhá. Nhôm kính sofa 4 cánh. Nếu quý anh chị muốn một cái căn nhà này mà nó sang trọng hơn một xíu nữa thì chúng ta có thể lắp thêm một bộ cửa kính cường lực. Thì khi chúng ta mở cái bộ kính này ra thì luôn luôn lúc nào trong nhà cũng sáng, đó là thêm cũng được quý anh chị nhá, lắp bên trong. Rất tuyệt vời luôn. Còn căn nhà này thì chưa có nội thất gọi là cơ bản. Tức là nội thất cơ bản là có những gì? Ví dụ như hạn là những cái mà bộ bàn ghế tiếp khách này chưa có này, rồi bộ bàn ăn chưa có này, giường tủ quần áo chưa có này. Quý chị nhá. Với cái giá là em đang quay là có sao? Bên em bán như vậy chứ không phải là quý khách hàng bảo tại sao không có giường, không có tủ, không có bộ bàn ghế tiếp khách sofa. Thì bên em là căn nhà này với cái giá 3 tỷ 700 triệu là nguyên hiện trạng căn nhà em đang review đây quý chị nhá. Và phía bên này thì chúng ta thấy không ạ, là một lơi truyền hình kết hợp với lại nhựa PVC, phân đá, phân sóng
Đấy, màu gỗ cũng có luôn, nhìn thấy không? Chúng ta quý anh chị thấy không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Em cố gắng review kỹ cho quý anh chị để cho chúng ta tham quan cái công năng sử dụng của căn nhà này, để cho chúng ta tham quan kỹ về cái vấn đề video của em. Video của em cho dù không hay nhưng mà em quay kỹ là quý anh chị ok rồi đúng không ạ? Đấy, và em tư vấn rõ. Đấy, ví dụ căn nhà sổ hồng riêng, đấy, pháp lý minh bạch, đó là em sẽ review kỹ như thế. Còn cái căn nhà sổ hồng riêng của bên em bán sổ hồng riêng từ xưa tới giờ, kênh của em là sổ hồng riêng, cho dù có sổ chung em không có đưa đưa vào sổ chung, từ 1,5 tỷ đổ xuống cho đến 700-800 là bên em có nhá. À, nhưng mà em không đưa vào kênh này quý chị nhá. Kênh của em 100% căn nào cũng là sổ riêng quý chị nhá. À, em tư vấn kỹ như thế. Và phía bên này là một nơi truyền hình, à xin lỗi quý chị, phía bên này là một nơi bộ bàn ghế tiếp khách sofa để phía bên này, và đã thiết kế cho quý anh chị cái bức tranh nhựa PVC. Cái này là nhựa PVC cao cấp với quý anh chị nhá, nguyên một bức luôn. À, đây chúng ta thấy thế nào, nguyên một bức luôn, rất tuyệt vời cho cái căn nhà, cho cái khung tranh này, quý chị thấy không ạ? À? Em thấy là rất đẹp á, em ưng á. À, rất em rất ưng nhé. À, quý chị ạ. À, và dưới gầm cầu thang chúng ta có tủ hiệu. À, còn ở trần thì chúng ta có quạt trần. À, chúng ta có quạt trần đây, có quạt trần. Nhà mình có hai quạt trần, một quạt trần phòng khách và một quạt trần phòng bếp. À, rất tuyệt vời luôn. À, cầu thang thì tay vịn gỗ gỗ đỏ quý chị nhé. À, kính cường lực, à, chân trụ kính 304, chân trụ đây quý chị. À, mặt bếp, mặt bếp cũng là đá hoa cương luôn, và mặt cầu thang này cũng đá hoa cương tím Mông Cổ luôn. Đấy, đặc biệt là hai cái trụ này rất sang chảnh, cho hai cái trụ có những cái biểu tượng Tùng Trúc Cúc Mai này. Đấy, quý chị nha, rất tuyệt vời luôn quý chị ơi. Rồi, để chi tiết thì quý chị cùng đồng hành với em ở bên mâm cơm gia đình, hoặc là ở một cái nơi nào đó chúng ta đang là làm việc, có thể chúng ta vẫn tham quan được quý chị nhé. Còn đây là một cái không gian phòng bếp quý chị này. Không gian phòng bếp thì cũng thiết kế cho chúng ta cái tủ chén chất liệu gỗ nguyên thủy quý chị nhé, kết hợp với lại kính cường lực màu xanh. À, mặt bếp đá hoa cương. Rồi dưới gầm cầu thang này là một cái nơi để tủ, ví dụ như là cái máy lọc nước. Còn phía bên này là tủ đá rồi. À, phía bên này là tủ đá quý chị nhé. À, rất hợp lệ. Còn trần thì đã có quạt trần cho chúng ta rồi. À, quạt trần này. À, đặc biệt là ở phía này thì chúng ta sẽ có những cái bức tranh lụa 3D. À, cũng như là đây là tranh lụa 3D này, rất sang chảnh và đẳng cấp luôn. À, còn đặc biệt hơn nữa là căn nhà này như cái luồng cái hành lang này xuống nhà vệ sinh này thì đã ốp hết gạch cho chúng ta rồi. Đây, ốp hết gạch cho chúng ta rồi. Còn nhà mình là có ba nhà vệ sinh quý chị nhé. À, ba phòng ngủ mà ba nhà vệ sinh thì rất tuyệt vời. Còn đây là phòng ngủ ở dưới trệt. À, quý chị tham quan này, đây là cái trần. À, và phòng ngủ này rất rộng quý chị nhé, rất chi rộng. À, chúng ta chỉ tham quan cái em review này là chúng ta sẽ biết được cái phòng ngủ nó rộng như thế nào. Có nhà vệ sinh ở dưới trệt, rồi giếng trời. À, quý chị thế nào, đây là khu vực giếng trời này. Rồi nhà vệ sinh thì chúng ta cũng có đầy đủ các thiết bị như bồn tắm, như bồn mà rửa mặt này, chậu rửa mặt này, gương cảm ứng này, sen tuyền này, và bồn cầu khối đúc này. À, rất ok nha. Ba nhà vệ sinh đều y chang thiết bị như vậy, và em cũng đã review rất kỹ cho quý anh chị ở dưới trệt cơ sở hạ tầng mặt tiền của căn nhà. Thì bây giờ quý anh chị cùng đồng hành với em thì lên trên lầu quý anh chị nhé. Vâng, chúng ta tham quan kỹ lắm rồi đấy, em review rất từ từ để cho chúng ta tham quan. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên lầu để tham quan công năng sử dụng ở trên lầu, căn nhà này nó có hợp với quý anh chị hay không. Nếu quý anh chị thấy căn nhà này ok thì vui lòng comment, nhắn tin, có thể là bình luận. Một căn nhà 100 mét vuông mà thiết kế như thế này có ổn định không, có ok không, hay là không ok cho lắm, thì quý anh chị vui lòng nhé. Cứ cho em lời bình luận với chị. Rồi, khi chúng ta lên trên lầu thì quý anh chị sẽ tham quan cái cầu thang ạ. Sau đó là chúng ta đến tham quan cái trần. Đây là một cái trần của khu vực cầu thang. Cái trần này thì cũng rất sang chảnh đây quý anh chị. Đây ạ. Quý anh chị thấy thế nào?
một cái trần rất ok cho khu vực cầu thang. À, em thấy là rất ok, và ok hơn nữa là khu vực chỗ lên cầu thang này chúng ta sẽ có cái bàn làm việc hoặc là bàn học cho con em chúng ta, một người ngồi đây được nhé, quý nhiên một người nhé. À, đã thiết kế xong và chúng ta bắt đầu di rời về phía đằng trước. Này, từ từ em sẽ review kỹ cho quý anh chị. Trước tiên là chúng ta sẽ ra phòng thờ đầu tiên này. Đây này, quý anh chị nhé. Đây này là mặt tiền phía đằng trước ban công. Này, có cửa mẹ bồng con rất sang chảnh và sáng mát này. Này, đây là cái phòng thờ tiên gia tiên nhé. À, quý anh chị thấy thế nào? Cái phòng thờ gia tiên rất tuyệt vời luôn. Sau đó là cái đây là cái hành lang. Chúng ta sẽ chạy từ phòng thờ gia tiên xuống tới phòng giặt quý anh chị. Đây, xuống tới phòng giặt nhé, xíu nữa em sẽ đưa quý anh chị đi tham quan. Sau đó này, và đây là một cái ban công để cho chúng ta ngồi uống cà phê, ăn nhậu. À, đây ạ, quý anh chị tham quan nhé, rất tuyệt vời luôn này. À, hai cái trụ thì chúng ta thấy sang chảnh không? À, dân cư đông đúc này, à, dân cư buôn bán tạp hóa, rồi quán ga, vân vân và vân vân, rất nhiều. À, đây ạ, chúng ta sẽ tham quan này. À, rất tuyệt vời nhé, dân cư đông đúc ngay ngã ba luôn quý anh chị nhé. May sao nhà mình là không có chọc đường đâu quý anh chị, nó là ngã ba nhưng mà nhà mình không chọc đường nhé. Còn hai cái trụ này, à, rất tuyệt vời luôn. Còn đây cái mái của cái mặt tiền chính này. À, quý anh chị tham quan này, đây là cái mặt tiền chính của cái căn nhà. Đây là cái mặt tiền chính của căn nhà, quý anh chị tham quan. À, chúng ta thấy thế nào? Rất ok quý anh chị nhé. À, rất ok. À, và đây là cái mặt tiền ở trên. À, chúng ta tham quan này. À, chúng ta tham quan này. Đây là cái mặt tiền ở trên nhé. À, rất ok đúng không quý anh chị? Một cái mặt tiền rất sang chảnh và đẳng cấp. Khi chúng ta buổi tối chúng ta ngồi ra đây chúng ta ngồi này. Chúng ta kê bộ bàn ghế ở ngoài này thì chúng ta ăn nhậu uống cà phê tâm sự đêm khuya, rất ok đó. À, rồi. À, còn đây thì là cái trần của cái phòng thờ gia tiên này. À, quý anh chị đang quan nhá, một cái video của em rất kỹ cho chúng ta để chúng ta tham quan. Khi đến một căn nhà nào đó em review thì chắc chắn rằng quý anh chị yên tâm đi, em review rất kỹ. Sau đó là chúng ta lại bắt đầu đi tham quan hai cái phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ rất rộng quý chị nhé. Đấy, phòng ngủ có cửa sổ luôn rồi. Và đặc biệt là hai phòng ngủ ở trên này là đều có nhà vệ sinh luôn. Đấy. Khi mà quý chị muốn chọn cho mình một căn nhà, đó, bất kể một ở khu vào vực nào, mà chúng ta chỉ cần ví dụ không may mà chúng ta bận bịu công việc, thì quý chị chỉ cần ngồi ở bên mâm cơm gia đình thôi. À, chúng ta sẽ tham quan, bật cái truyền hình lên, chúng ta đánh là bất động sản Đức Lập Bình Dương hoặc là bất động sản Minh Đức. À, như căn nhà này là em đang review đây là bất động sản Minh Đức, em có hai kênh quý chị nhé, tức là hai kênh của em làm, tự em làm luôn. Một là bất động sản Đức Lập, hai là bất động sản Minh Đức em đang review đây. À, quý chị yên tâm, hai kênh như nhau, chúng ta muốn tham quan kênh nào cũng được quý chị nhé. À, bởi vì là em muốn đưa đến một cái video chân thật nhất, rõ ràng nhất để cho quý khách hàng tham quan. Phòng ngủ số 2 ở trên đầu cũng có nhà vệ sinh khép kín, đầy đủ các thiết bị cao cấp luôn. À, quý chị tham quan này, đầy đủ các thiết bị cao cấp luôn. Và phòng ngủ thì 3 phòng ngủ chưa có nội thất quý chị nhé. Anh chủ nói là nếu quý chị có nhu cầu thì bên em hỗ trợ vào nội thất cho quý chị luôn. À, nhưng mà nói thế thôi cũng không bằng với chị tự mua được, tự thiết kế được. À, bên em cái gì nó cũng phải được ý với chị. Vì ở trên lầu thì khu vực này là đằng sau đó là công ty của chị nhá, công ty lớn luôn đấy, công ty rượu lớn luôn, mà có cái giếng trời đi lên trên, có giếng trời đi lên trên này. À, sau đó là khu vực này có cái máy giặt này, khu vực để máy giặt nhé. Đó, và khu vực ngoài này rất rộng để cho chúng ta phơi đồ. À, phơi đồ. À, như ở đây thì em thấy là chúng ta phơi đồ thì này, phơi đồ ở ngoài vỉa hè. Vỉa hè đôi khi nó không tiện đâu quý anh chị ạ. À, nhưng mà ở đây là có khu vực phơi đồ cho quý anh chị rồi. À, đây là cái hành lang này, quý anh chị tham quan kỹ này.
Và em cũng đã review rất kỹ cho chúng ta tham quan cái căn nhà này. Thì bây giờ chúng ta cùng đồng hành với em đi xuống dưới trệt để sơ bộ lại cái khu vực ở dưới trệt cho chúng ta nắm bắt kỹ hơn. Em mời quý anh chị. Em đã đưa quý anh chị, quý khách hàng xuống dưới trệt để cho chúng ta tham quan sơ qua cái khu vực dưới trệt, phòng khách, phòng bếp. Một căn nhà một trệt, một tầng lầu, và lạc nằm ở phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Một căn nhà 100m² đất thì quý anh chị thấy thế nào? Rất tuyệt vời đúng không quý anh chị? Chuyện để một căn nhà như thế này chúng ta an cư lập nghiệp đón xuân 2024 thì em nghĩ rằng rất tuyệt vời. Mà giá thì rẻ quý anh chị ạ, chỉ có 3 tỷ 700 triệu. Quý anh chị thấy thế nào? 3 tỷ 700 triệu. Nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì chúng ta lên chọn căn nhà này theo em nghĩ. Còn quý anh chị muốn căn nhà này như thế nào, hoặc là căn nhà ok hơn, hoặc là căn nhà giá rẻ hơn, thì quý anh chị cứ điện vào hotline 0968 944 993. Và để kết thúc video, em Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương kính chúc cô chú anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em hẹn quý anh chị video tiếp theo.